Sáng ngày 3 tháng 6, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng cho biết, từ 12 giờ trưa nay, thành phố sẽ áp dụng biện pháp cách ly tập trung 21 ngày đối với người về từ vùng đang áp dụng giãn cách xã hội theo chỉ thị 15. Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng cho biết, người trở về từ vùng dịch sẽ phải tự trả chi phí cách ly tập trung và cả chi phí 4 lần xét nghiệm COVID-19. Như vậy, hiện nay toàn bộ người từ thành phố Hồ Chí Minh trở về Đà Nẵng sẽ được áp dụng biện pháp cách ly tập trung 21 ngày. Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng cho biết, các trường hợp về từ vùng dịch khác sẽ được áp dụng biện pháp kiểm soát chung cho người từ tất cả các địa phương theo nội dung công văn 3244 ngày 27 tháng 5. Đối với trường hợp cách ly tại nhà, Đà Nẵng vẫn lấy mẫu xét nghiệm 4 lần. Đến nay, thành phố Đà Nẵng đã qua 16 ngày không có ca mắc COVID-19 trong cộng đồng.